Xin chào bạn, đây là ống kính bảy giác Pisan 35mm f1.2 phiên bản Mark 2 hay còn gọi là phiên bản đời 2. Nó sẽ có hai màu sắc, đó là màu đen và màu bạc như vậy. Nó thì sẽ có các ngàm cho Fujifilm, Sony, Canon R, Canon M, Leica L, Nikon Z và M43. Lens này thì sẽ được làm bằng hoàn toàn kim loại, nắp đen cũng bằng kim loại luôn. Nhưng mà trọng lượng của nó thì rất là nhẹ, chỉ có khoảng 218g thôi. Các bạn có thể thấy là ống kính nó rất là nhỏ và gọn luôn nè. Đây là một cái tiêu cự là 35mm, đa dụng, cực kỳ đa dụng, mà khẩu độ thì lại siêu lớn f1.2, nên các bạn có thể thoải mái chụp phong cảnh hay chụp chân dung 60 gì cũng được. Phi là 46mm. Vì Betisan và Honda hợp tác với nhau nên cái thấu kính sẽ được chén phủ rất là nhiều lớp của Honda. Khẩu độ lớn nhất là f1.2, khẩu độ bé nhất là f22. Với phiên bản đời 1 thì khẩu độ bé nhất chỉ là f16 thôi. Khoảng cách lấy nét gần nhất là 28cm. Đây chỉ là clip trên tay nhanh thôi, clip review chi tiết mình sẽ để link ở bên dưới. Còn nếu mà các bạn nào muốn xem ảnh chụp từ con lens này thì các bạn cứ vào Betisan Việt Nam, mình sẽ để ở đây. Hoặc đây là số điện thoại bên mình, nếu các bạn nào cần tư vấn gì thì cứ liên hệ với mình là được. Link mua hàng được miễn phí vận chuyển và có hỗ trợ trả góp, mình sẽ để link ở bên dưới nhé. Rồi, xin chào các bạn.